Hello các bạn đã quay lại kênh Di Tông Vlog. Hôm nay nhà mình làm một bữa tiệc vịt gà. Đây là cháo gà nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cháo nha các bạn. Bữa tao không ăn thịt gà. Cháo gà ngọt. Giờ mình sẽ ăn đuôi gà. Đuôi gà hả? Hết hả? Hết hả anh? Mời các bạn nha. Anh hai. Thịt gà thì dai ngọt, mặn mặn ngâm, mặn chua của muối ớt ăn. Rồi ngồi xuống ăn luôn anh. Rồi, ok. Đây nè, cô uống bia nha, cô xin thưởng lon nữa, trúng thưởng. Không nổi kìa. Chưa không nổi kìa. Mừng vui không? Không nghe nào. Nãy giờ là trúng được 3 lon các bạn. Mấy người cũng hết nè. Rồi, chúng ta vô hả? Cho ghe đi anh có mà. Nấu cũng ở cái. Về ghe đó nghe nhìn đi. Vui không? Bữa này vui không? Con. Chị đây vui không con? Vui không? Vui nha. Vui. Vui ở này vui. Đậu. 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 Đậu hả? Đậu hả? Một thùng bia Vina đây đã trúng được 3 lon bia rồi nha các bạn. Con khui là tập lắm. Hôm nay con khui chặt bao biết rồi mà. Lát nữa con lo nghe ta cho con khui. Con lo cũng lại đó. Không gì, con mày gì vậy? Quyền hai đấy. Quyền hai đấy. Sao biết Quyền hai nè? Đứa nào cắn không kêu anh hai là ngon nào? Cái gì nữa? Đó chèn nữa đâu kêu rồi. Nó kêu anh hai. Nó kêu cầm bằng mày. Được dập nó, đừng kêu bằng mày chớ. Nhìn vô rồi. Quyền hai chớ, đừng kêu bằng mày chớ. Con thích nhất là ăn kéo. Có ba nữa
Mời các bạn phao câu nhé. Phao câu. Phao câu. Nhưng mà phao câu này mình sẽ để lên sạch rồi. Thank you.
Chị ơi. Mấy mấy con. Ê. Con bé điện thoại ba. Đi. Tôi đang nè. Con bé nha. Đây. Đây rồi. Cũng phải đặt coi đồ. Đi rồi. Mèo dơm không? Đây. Chào ông. Không giữ. Cái đuôi nhá. Cái đuôi chị đi lúc này gặm dở bạn. Ngon. Nãy giờ không ăn đuôi. Ngon. Ngon luôn. Bây giờ nước ngọt đây nó đâu an toàn. Mình tăng cứ ngày nào cũng uống an toàn, cũng chứ ung thư nữa mày.
Uống nữa nha. Bột ra sinh bệnh rồi, tay tay bây giờ cứ nhỏ nhỏ bị phừng lum hết á. Ung thư hết bọn chân. Uống 17 20 tuổi ung thư đó. Ung thư đường ruột hết á. Ung thư đường ruột, ung thư đường ruột hết. Bộ tâm nói là nghe đâu. Không. Mày nhớ nhưng không ăn anh như mày. Ở đây vui không? Vui. Ở đây nào vui không? Vui không? Có chừng té. Hả? Ở đây vui không? Vui. Vui. Vui không? chơi chơi chăm với trời lâu nó tích nó giờ nó chơi chứ cũng không thôi chứ làm gì chăm trời chứ hứa tháng cho bà giúp chồng con đi tập bạn dạ thì hả thì hả rồi ủa hôm nay không có bạch tẻ hả chị má dùm mẹ chừng nào lên giường ngủ chứ vô lấy cái việc về bạn lấy rồi nó tháng nó vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.